Ok, hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Yeah, và mình là Ender. Hôm nay mình sẽ bắt đầu một series mới, đó chính là series những lỗi bá đạo trong Minecraft, ok. Và chúng ta ngay lập tức đến với cái lỗi đầu tiên. Này, lỗi đầu tiên đó chính là khi các bạn đặt hai quả TNT ở đây nhá. Các bạn kích hoạt. Đó. Và nổ. Đoành, đó. Cái cấu trúc như vậy. Mà cái cấu trúc quần què mà một số các bạn xây map các bạn hay áp dụng đấy, mà nó không có mấy cái góc cạnh này này, khi các bạn nổ cho nó nổ, nó sẽ ảnh hưởng đến mấy cái xung quanh, ok. Và khi các bạn kích hoạt cái này, cái mình làm đặc đấy, nổ đó, và nó sẽ không ảnh hưởng gì sất, ok. Và cái lỗi này thì nó có từ cái đời nào rồi, nhưng một lần mình xây map mình cho nổ TNT bên trong mình biết rồi, ok. Và đây là cái lỗi thứ nhất. Ok, và đây là cái lỗi thứ hai. Cái lỗi thứ hai đó chính là đây, như các bạn đã thấy là đó chính là con zombie. Con zombie nó đang nằm trong một cái tơ. Và hiện tại là như các bạn đã biết thì cái tơ thì nó có thể xuyên nắng mặt trời qua cái tơ. Nhưng mà đây các bạn nhìn này, đó, ánh sáng mặt trời xuyên qua một con zombie chả bị làm sao hết. Và đây là một cái lỗi khá là nghiêm trọng của Microsoft. Mình cũng không biết là các ông ấy nghĩ cái điếu gì trong đầu nữa. Đây, khi mình đập ra này, khi nó ra ngoài, đó, nó lại bị cháy như thường. Và mình, oh what the fuck, mưa. Sao lại mưa vào lúc này, fuck you. Thôi, ok, bye bye. Ok, và đây là cái lỗi thứ hai. Lỗi thứ hai đó chính là cái xe lửa. Đây, như các bạn biết, đây là cái Minecraft xe lửa, ok. Đó, và khi mình để một tấm kính bên trên nhá. Đó, như cái tấm kính này này. Mình ấn và ngồi vào trong đấy. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy đấy. Không có gì cả. Không có bất cứ một cái gì cả. Đấy, các bạn nhìn thì như vậy, chứ thực ra bạn đang nhìn đi xuyên kính, ok. Rất là hư cấu, không hiểu sao mấy ông ấy có thể để được cái lỗi như vậy. Đó, và khi các bạn nhảy lên thì nó lại nhảy lên nóc. Và cái lỗi này các bạn có thể áp dụng để xây nhà khi các bạn ngồi vào đây. Đó, và các bạn cúi xuống, nhảy lên. Các bạn có thể dùng cái này để xây một cái nhà chống zombie, ok. Và đây là cái lỗi thứ hai. Ok, và đây là lỗi bá đạo thứ ba đấy, ok. Và như các bạn đang thấy thì đây là một con zombie phải không ạ? Một con zombie host, loại zombie xác ướp ấy. Còn loại này thì khá là nguy hiểm, ok. Và đây, như các bạn đang thấy này, mày này, họ đủ, cút ra cho tao giới thiệu nào mày. Đây, mày. Đó, khi các bạn vào trong đây như vậy, đó, nó sẽ không thể đuổi theo các bạn được. Lý do đó chính là dưới đây nó có một cái mảnh, cái này nhá. Và cái bẫy này được áp dụng theo, cái mẹo này được áp dụng theo cái, gọi là cái làm cách làm cho zombie đứng yên đấy, ok. Và khi các bạn đứng bên đây nhá, này, mình sẽ thử cho các bạn. Các bạn đứng bên đây, các bạn đi không bao giờ nhảy được. Đó, các bạn cố kiểu gì cũng không thể được. Các bạn chỉ có thể tự ấn nút mà nhảy lên thôi, chứ nó không thể nhảy tự động được. Và con zombie thì nó cũng không có nút nhảy đâu, ok. Và từ cái đấy thì các bạn có thể tạo ra được một cái máy chống zombie, ok. Nhưng mà cái máy này có một cái giới hạn, đó chính là khi mà 3-4 con xông vào một lúc thì tỷ lệ nó vào được trong là rất là cao, ok. Ok, và cái lỗi này cũng khá là kinh khủng, đó chính là đây. Đấy, nhìn này. Và ngoài cái đuốc mình bổ ra thì cái này cũng có thể áp dụng được với cả cái đường ray nhá, ok. Đó, và khi các bạn để sang ngang như vậy, các bạn đặt chỉnh cái này 2 nhá. Dùng rapid rồi các bạn chỉnh 2 như vậy. 1 1 2, đó. Rồi các bạn để sang ngang này. Đó, nó sẽ được như thành cái như vậy.
Thôi các bạn để thẳng cũng được nhá, mình để sang ngang thôi. Rồi sau đó các bạn có thể đặt cái này lên. Đó, các bạn có thể đặt ở bên dưới. Một điều rất là hư cấu rồi nhá, một cái lỗi rất là kinh, đặt được từ bên dưới rất là bá đạo. Và khi các bạn ngồi lên thì ôi rồi ôi, chả có đường ray à, chả có mặt đất gì mà cũng lơ lửng thế này đây đó. Và cái lỗi bá đạo này cũng đã kết thúc.